Alo, alo, 1 2 3 4, alo. Alo, vâng, xin kính chào anh em đã quay trở lại với zik2huyenthoại.com. Ok, hello anh em. Và hôm nay thì em sẽ livestream chính buổi tối ngày hôm nay. Xin chào anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện thú vị. Hôm nay thì Nguyệt hôm nay Nguyệt với Thương thì sẽ không làm buổi tối, mà hôm nay thì em sẽ làm buổi tối thay cho Nguyệt và Thương. Không biết anh em còn nhớ em không ạ? Chắc anh em quên hết rồi. Em xin giới thiệu lại, em là Thành Vinh. Thành Vinh là một 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 bạn nam. Em livestream cùng song song cùng với bạn Thương và bạn Nguyệt. Thì hai em đấy thì làm cùng với em, nhưng mà thời lượng các em livestream thì sẽ nhiều hơn em. Xin chào anh em. Rất đông anh em đang xem livestream, thì hy vọng anh em bỏ ra chút thời gian cho em xin một like, một chia sẻ ạ. Và hôm nay thì em sẽ tiến vào khu vực bên trong chiến trường nhận môn quan ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ tiến vào khu vực bên Tống. Tình hình nhà mình cũng phải kiếm bộ ngoại trang đẹp đẹp anh em ạ. Thấy anh em mặc đồ đẹp quá. Ôi giời ơi. Em đợi em một chút ạ. Em đang có mặt ở khu vực bên Tống, và hiện tại thì anh em thấy được là lực lượng bên Tống rất đông. Em đang đi tìm thanh niên soái của chúng ta. Một trong năm đập Dương cung thích mùa xuân, quân hàm đô thống, cung tử quang cộng 6, cặp tử quang tiên ngọc. Soái đâu nhỉ? Ảc này một cái thương rất đẹp. Ảc này vạn kiếp yêu em, quân hàm tướng quân, một tịch 87%, một set cộng 6 và một cái nón cộng 7, vũ khí sư môn 3. Rất nhiều anh em có vũ khí phát sáng ở thời điểm hiện tại. Thế là FBI Thanh Long, cây cung cộng 6, một set tử quang cộng 6, một tịch 10 thành 56%, tiêu quyết 5 năm. Em xin chào anh Chéo Anh. Xin chào bỏ mẹ rồi, lỗi với cam liên tục thế này. Thế luôn. Mẹ em ấy.
lên thế nhở. Ôi, xin lỗi anh em nhá. Hôm nay chúng ta sẽ live không cần cam đi. Xin chào anh Thế Vinh, xin chào anh em. Thế rồi hôm nay em hơi bị toang cái vụ webcam của đen thế nhở, nó không nhận cam. Set cộng 7. Wow, đồ rất là vip đến từ bạn cổ sư Jerry, quân hàm tiên phong. Xin chào anh Chiêu Vinh, server một bên được 200 người không anh em? À vâng, xin chào anh Chiêu Vinh, thì hiện tại server chúng ta một bên hơn 200 người anh nhá. Vâng, và rất nhiều, mình thấy là rất nhiều cái tên đang hot là chúng ta. Còn rất nhiều anh em đồ rất vip. Tại em đang có mặt khu vực bên New, rất đông anh em có mặt ở khu vực bên này, đông không có chỗ để đứng. Bên này thì là Lâm Độc lão đại, set đồ thống cộng 6, vũ khí summon 3 cộng 6, vâng, hai con lãnh hương lăng và một quyền mộc tịch 81% 9 thành. Ngoài trang kháng tất cả năm, bên này là một đường muốn châm cấp 81, mộc tịch 93%. Wow, đây, tôi đang thấy xoáy khắc anh của chúng ta đang có mặt ở khu vực này. Nguyên xoáy khắc anh của chúng ta thì đang mặc đồ búp rồi, một cái nón tướng, một cái bao tay sư môn 3 đam 594 đam và một cái mật tịch 86%. Hôm nay chơi mật tịch dị đấy nhỉ, quá. Thật đấy. Đây là chúng ta có những cổ sư Dũng Lò Vôi, một set cộng 6, một tịch khá là ngon và cây chảo tử quang. Rồi, chúng ta bắt đầu chiến chương chính của tối ngày hôm nay. Và em xin phép được di chuyển ra khu vực đánh nhau của chúng ta. Em đang có mặt ở khu vực vòng 2. Chạy mẹ bộ đi. Bên này thì lực lượng của anh em bên Liêu, vâng, khá đông lực lượng ngàm video đã có mặt khu vực này. Và chúng ta đang thấy là có ngàm mê đàn của anh Chéo Anh, ngàm mê đàn Authentic đang bắt rất nhiều hiệu ứng ở khu vực này. Vâng, bắt được hai dương cung rồi, sút nào. Vâng, bơm máu kịp đến từ vị trí của dương cung Sunly thì chúng ta có một cái cung cộng 6 ăn nguyên một combo 5 năm vào mặt. Vâng, bay màu. Vâng, chúng ta thấy được là bên này thì lực lượng anh em bên tổng đang lấn áp khá là lớn ở khu vực vòng 2. Cái băng quyền máu thế, xét phủ quang cộng 6, bao tay sư môn 3, một tịch quyền được tâm pháp 5 thành. Người ta gọi là những đẳng cấp của trong những người luyện một tịch 5 thành. Và xem của chúng ta ui dồi, chạm cúm rồi anh em ạ. Thân nhiệt độ điều hòa tí nóng quá, lạnh quá. Bên này anh em thấy được là bên này thì ngay bây giờ Authentic của chúng ta vẫn bắt rất nhiều hiệu ứng ở khu vực này, nhưng mà một mình anh lao lên thì chỉ có thể biếu mạng cho các thiếu lâm quyền đối phương thôi. Thì chúng ta đang thiếu lâm, đó là thiếu lâm quyền là Jason Statham. Vâng, một cái quần tăng kiếm cộng 6 rất là ngon, sát thương tăng 40, bao tay long môn chấn. Ủa, quả này cộng lên 7 cũng đam tiếp đấy. Long môn chấn đam 549 cộng 6, áo tử quang cộng 6 và nó tử quang cộng 7, áo tử quang cộng 7, tử quang tiên ngọc. Chúng ta có thiếu trưởng Lavender ở khu vực này. Vâng, một phái đam xịt đến từ vị trí của thiếu trưởng Van Lavender. Bạn này chơi được một cái nón bót bang này, một cái áo đồng thống, một cái quần tử quang, một cái chuyện summon 3 và một cái tịch 89%. Vâng, bên này thì chúng ta thấy được là có chấn phái của Dương Gia Thương, hot boy xóm liều. Vâng, đồ đạc thì rất bình thường. Mình đang thấy được là lực lượng của bên tổng đang nhỉnh hơn lực lượng bên Niêu ở khu vực vòng 2. Vâng, sút rất
sau đến từ vị trí của Thiếu Lâm Quyền sút bay mõm. Tiềm Long 92%, 10 thay. Xét Tử Quang cộng 6 và cái bó tay 595, đam cộng 7, sư môn 3. Và bên này thì chúng ta cũng thấy được là lực lượng của bên này chúng ta có team của Nga Mèn Juhatano. Vâng, Juhatano chúng ta thì đầu tư gọi là khủng khiếp luôn. Chúng ta có chấn phái của Dương Dơ Cung, một cái tăng kiếm kim ấn 15 và một cái tăng kiếm kỳ sạch sát xuất chiêu tăng 3%, một fight đam rất đau đến từ vị trí của Thiếu Lâm Trượng. Đó là Thiếu Lâm Trượng người tí hon. Vâng, một Thiếu Trượng cấp 80 thôi. Thiếu Kiểm một tịch 7 ô. Vâng, đồ thì rất khắm nhưng mà bãi rất đau. Bên này chúng ta thấy được là có cổ sư Renchu, cổ sư Renchu quân hàm tướng quân. Vâng, quân hàm tướng quân anh em nhé. Vâng, cũng chơi đồ tử quang, đồ sư môn 3 luôn. Bên này thì soái khắc anh của chúng ta đang đi kẹp với Nga Mian là Bạch Xà. Các anh nhìn với Bạch Xà của chúng ta thì dùng thực hoàn năng bảo ngọc, cử thái hư linh hoạt và sát xuất chiêu tăng 3%, cũng như là một quyền một tịch 87%, 11 ô. Đi kèm với một set đấu thống cộng 6. Bên này thì mình thấy là lực lượng Dương Gia Cung của bên Liêu cũng khá đông, với lại 7 Dương Gia Cung có mặt ở khu vực này. Anh em đang bắn rất căng khu vực vòng 2. Và các bạn có thể thấy được là bên này thì đội Nga Mi Đàn của bên Tống cũng phản đam rất là căng, nên đã bắt rất nhiều hiệu ứng ở khu vực đầu, người ta gọi là đầu rào của vòng 1. Mình chưa thấy xoái Rambutan đâu nhỉ? Rồi. Vâng, bên này thì chúng ta có team của Nga Mi Đàn Bích Huyền đi cùng với Nga Mi Đàn của Dương Dương Cung anh Thiếu Lâm Quyền anh Tẹo. Vâng, vẫn là một cái combo kinh khủng khiếp, một set tăng kiếm cộng 7, cặp cờ tiên phong và bao tay trừ 9 nội đam 590, khủng khiếp luôn. Quân hàm tướng quân, vâng, có thể nói là vâng, đi full uẩn linh nội công 15% và có cả yêu quyết huệ nhãn. Nếu mà tính về thời điểm hiện tại ấy, thì có thể là đam Thiếu Lâm Quyền rất ngon. Vâng, bang đẳng cấp. Bên này thì đi kẹp với Nga Mi Đàn Thầy Dạy Nhạc cùng với lại Nga Mi Đàn Bích Huyền. Nga Mi Đàn Thầy của chúng ta thêm một set đấu thống cộng 7 với cả một tịch 87%, một cái đàn sắp xuất chiêu tăng 4% và phòng thủ nội công đối phương giảm 5%. Vâng, xin chào anh Trần Lâm Quý và một câu rep comment rất hay, đó là hơn 200 người chứ không phải 200 đâu ạ. Bên này chúng ta thấy được là có sự có mặt của Nga Mi Đàn Hoa Hồng Đen. Xem đồ thế nào, Hoa Hồng Đen của chúng ta thì trưởng lão chỉ hoàn, đồ thì lệch hơn bên kia một chút thôi, mật tịch 90%. Vâng, bắt rất nhiều hiệu ứng đến từ vị trí của Nga Mi Đàn cả hai bên. Sút, vâng, rất hay từ vị trí của Thiếu Lâm Quyền anh Tẹo. Vâng, dứt điểm được khoảng 4 mạng, 5 mạng khu vực này. Bên này chúng ta thấy được là có sự có mặt của Thiếu Lâm Quyền, vẫn là quân hàm tướng. Vâng, có cả nón tướng và hai món bằng kiếm. Đó là Thiếu Lâm Quyền văn đi. Vâng, Thiếu Lâm Quyền oan với bao tay 514 đam. Vâng, dòng hai dòng ngoại công rất là cao, 610 đam, cao khủng khiếp. Vâng, chúng ta đều có vị kết vệ nhãn rồi. Vâng, phai đam rất đau đến từ vị trí của Thiếu Lâm Trượng, đó là Thiếu Lâm Trượng thích bổn thuận. Đây, chúng ta có thêm là một võ đồng bút nữa, võ đồng bút bút xa gà chết cấp 82 mà tịch 9 thành 80%. Xét sư môn 3 với quần đồ thống giảm thọ thương và một cái bút sư môn 3 đam 410 đam rất là to. Cái này cộng 7 là 450 đam, tròn luôn đấy. Cặp tử quang tiên ngọc. Có vẻ như là bên này thì anh em thấy được là chiến sự vẫn rất căng thẳng khi bên Tống. Vâng, bên Tống đang đẩy lên. Sút rất hay từ vị trí của Thiếu Lâm Quyền Chen. Vâng, ngay lúc đó thì một pha x đam rất đau đến từ vị trí của của một Thiếu Lâm Trượng bên Liêu. Vâng, ui, hôm nay căng thế. Hôm nay căng quá anh em ạ. Có thể thấy là Joker đi cặp với lại Thiếu Lâm Quyền Quân. Vâng, hai Thiếu Lâm Quyền chúng ta có thêm một Thiếu Lâm Quyền Tre ở khu vực này nữa. Ở khu vực này chúng ta có 3 Thiếu Lâm Quyền xuất cặp với nhau. Một cái bao tay đam 613. Gì cơ? 612 đam. Vâng, đam khủng khiếp đến từ vị trí của Thiếu Lâm Quyền Tre với quân hàm tướng. Vâng, và full uẩn linh 15. Bà này đi săn ngũ thái chuẩn lắm này. Anh em có ý kiến gì cũng như là có đóng góp gì thì có thể comment trên này để cho mình biết được không ạ. Bên này thì lực lượng của bên Tống rất đông, đã lên chiếm lại được khu vực đầu vòng 3 rồi.
Vâng, bên này chúng ta có thêm trượng khét. Vâng, cầm cái trượng phát sáng nhìn khắm vãi cả đáy rồi. Đây là cái trượng Long Môn Trấn anh em ạ. 602 đam cộng 6 rất là to. 90% và 65% dòng 2. Nón từ quang, áo từ quang, quần từ quang, đồng giang bích cũng như là từ quang tiên ngọc chiếu triệu đến sát thương. Mình cũng hơi nghi ngờ vấn đề mà chiếu triệu đến sát thương ấy. Bên này thì team của Bích Huyền đang tiến công lên vào. Bên này thì One sút, anh Tẹo cũng sút. Vâng, bên này thì chúng ta có vâng liên tục những pha quấy đất khó chịu. Vâng, liên tục những pha đam rất khó chịu từ chiếu triệu cái bên. Vâng, chiến trường của chúng ta rất căng thẳng và mệt. Thấy không, bên này rất căng thẳng khi mà lực lượng của bên Liêu đã đầu lại để chiếm được khu vực đầu vòng 3 của bên Tống. Chúng ta luôn luôn có một Dương Thương đi búp anh hùng khí cho team của mình. Vâng, Dương Thương rất ngon, Dương Thương đầu gấu cấp 86, quân hàm tiên phong, cái thương cộng 7, xét tử quang cộng 7 và một cái cờ tiên phong. Nhưng mà tích 90%, rất ngon từ vị trí của Dương Thương đầu gấu. Bên này chúng ta thấy được là có thiếu quyền nhất cước của bằng huynh đệ. Thiếu quyền nhất cước thì xét từ con xanh cộng 7 thôi. À, cái nón từ con cộng 6. Bao tay sư môn bạo uy rồi, của bao tay thực sự cục sốc anh em ạ. 517 đam. Với cần một tính 86%. Bên này chúng ta có đội của Nga Mì Đàn thầy dạy nhạc. Bạn này có cái đàn phát sáng đẹp thế. Có vẻ như là sự kháng cự của anh em bên Tống ở khu vực này vẫn rất là căng thẳng khi mà bên này chúng ta có một năm độc nào, năm độc Oppa thần thánh. Tôi quyền một tịch 10 thành 85%. Khí cộng 7, 2, 3, vâng. 3 món cộng 7 nữa, rất ngon đến từ vị trí của Oppa thần thánh. Khu vực bên này thì bé mập Kabi à, cái tên này nghe quen đấy nhỉ. Vâng, cũng nên được nón tướng rồi, quân hàm tướng cung này cung đam nó cũng gọi là tầm trung thôi. Có thể mặc tịch đám thành tâm pháp nón tướng quân vẫn đi đô thống cặp từ quang tiên ngọc quân hàm tướng quân. Đây là Dương Thư cướp. Vâng, bạn này thì đồ đạc cấp 79 thôi, bắn rất nhiệt tình luôn. Xét từ quang xanh cộng 5. Rất nhiều anh em mới chơi và quay về xem chúng ta để build bạc, thật sự rất chào mừng hoan nghênh anh em. Vâng, một pha đam rất đau đến từ vị trí của chiếm trượng khét anh em vừa thấy không. Vâng, xòe cái nằm hết một lượt luôn. Bên này anh em thấy được là lực lượng của bên Miêu bắt đầu tấn công sang khu vực vòng 1. Anh em bên Tống vẫn đang phản công khá là ác liệt. Vâng, lại một pha đam rất đau, có thiếu đúng trượng cả hai bên. Bên này chúng ta có các năm độc cả hai bên đang hàng khá là khó chịu. Vâng, một pha đam rất đau nữa, liên tục những pha đam rất khó chịu. Hai double kill đến từ vị trí của thiếu lâm trượng TQ Minh. Rồi chúng ta, vâng, một pha đam xịt rồi. Cái này thì đội Dương Cung của bên Liêu đang ép sang khu vực đầu vòng 1. Rất khó để chúng ta có thể tấn công ở khu vực này khi mà lực lượng của bên Tống vẫn đang thủ khá là chắc ở khu vực này. Lực lượng Dương Cung cũng chỉ biết đứng đây mà bắn thôi. Nếu mà các bạn để lò một thiếu triệu lên khu vực này thì chắc chắn là đội này sẽ bay màu. Tôi xin đảm bảo anh em này. Vâng, lại là một pha đam nữa của các thiếu lâm trượng bên Liêu. Có vẻ như là các thiếu lâm trượng bên Liêu làm việc khá là hiệu quả. Thích Bổn Thuận cũng như là Ti Quy Minh đang làm việc khá là hiệu quả ở khu vực này. Bên này thì Bích Huyền cũng như là nghe Bích Huyền. Và bên này thì đội Dương Cung có cướp này, Kabi mập này, anh em vẫn đang làm việc khá là hiệu quả ở khu vực này, vẫn đang gọi là kéo đam và kéo chảm ở khu vực này rất là tốt. Bên này thì có chúng ta có thêm sự có mặt của Juhatano. Bên này thì rồi thì xoáy Rabutan của chúng ta đây rồi. Vâng, anh em nhìn thấy đồ chất lượng không ạ? Vâng, nhìn quả đồ rất là chất lượng từ vị trí của nguyên xoáy Rabutan. Được một tích 93%, full ổn định nội công 15.
Vâng, bao tay 51 chấn đam 629 đam. Trận này đá bay máu hết đôi các đối thủ luôn. Đang kiếm một kịch phục nhưng mà cái quần thì hơi min. Sát thương 35, kháng tất cả 9. Áo công kích 16 và kháng tất cả 9. Hôm nay chơi đồ toàn min thôi. Và một cái nón tướng. Rồi, xin phép anh em chúng ta tiếp tục quay về chương trình livestream. Như anh em đã thấy thì lực lượng của bên Niu bắt đầu tiến vào khu vực vòng 2 của bên Tống. Vâng, có vẻ nha, sẽ kiếm được luôn cả vòng 1 đấy nếu mà anh em Tống không thủ được. Với những anh em mặc đồ thằng kiếm và anh em mặc đồ tử quấn xanh thì nó còn một cái nó khác bọt rồi. Bên này thì Nga với đàn thầy dạy nhạc vẫn đang bắt hiệu ứng trong đồng độ sút và trọng rất khó chịu. Mày chết rồi, thôi chọc thôi, chọc đi bạn ơi. Đúng rồi, ôi giời, chọc ông chết ông bên cạnh à. Đây là một bộ năng bút, vâng, đồ thì nhìn rất là bình thường nhưng mà một tịch rất ngon. Một cái nữa, một cái sổ nữa, rồi bay màu. Giờ mình sẽ tiếp tục thành khu bên trên. Bên này là ta gặp có sự có mặt của Nga Mây Đàn Tiki Lazada. Quyền một tịch 85%, là sát xuất siêu tăng 4% và hoàn năng bảo ngọc cũng như là linh hoạt thái hư. Chúng ta có chân thái của Nga Mây Kiếm ở khu vực này. Vâng, một phanh đam rất đau đến từ vị trí của một thiếu lâm trượng nào đó. Ui dồi ôi, ông nào đấy đam nhanh vĩ. À, là Khét, vâng, xin chào Khét. Bên này thì có vẻ như là lực lượng của bên Tống vẫn đang cố gắng phản công. Còn ba Trần Thành vẫn đang chỉ hai con thiên thần doanh thiên rất khó chịu vào mặt của đối phương. 8:30, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu ạ. Vâng, em thấy được là bên này chúng ta có thêm một tướng trượng, đó là tướng trượng thương béo. Lực lượng của bang lực lượng của anh em Tống bắt đầu đẩy lên rồi. Thôi chết rồi, chỉ thi vào mặt, đúng rồi, chỉ vào mặt. Vâng, chặn ngay cái kiếm bóp dài đồng đội. Vâng, rất khó chịu đến vị trí của một võ đăng kiếm nào đó. Rồi bay màu rồi. Cố lên. Chạy làm sao được? À, bơm máu được, mày quá. Bên này thì Nam Tào Bắc Cái chưa luôn quyền cấp 85 quân hàm đô thống, một tịch 8 chủ rồi. Hôm nay cũng ép cho một tịch phí đấy, 93%. Vâng. Là hắn đam 568 đam. Trong mấy nữa tôi cũng phải mua ạc, anh em nào có ạc chiến quyền thì có thể bán cho bạn Thành Vinh nhá. Bạn Thành Vinh đang muốn mua ạc để về suốt nhau đây, thèm chơi chiến quyền quá. Đấy, nhìn anh em chơi chiến quyền tôi thèm quá, đây là chiến quyền hư trúc. Và ui dồi ôi, quân hàm tiên phong. Một tịch 95%, ui giời, đá hai vác bay màu. Tống tiên phong. Quân tăng kiếm sát thương 50. Áo tăng kiếm và một nón tăng kiếm, và anh em đầu tư rất nhiều. Có vẻ nhà tôi không bình luận chiến trường thời gian. Đồ đạc anh em nhìn nâng cấp khiếp quá. Bên này chúng ta có Dương Gia Cung Pin Apple 405 đam cộng 7. Quần tăng kiếm sát thương 4. Áo long môn chấn. Nón thực quang. Một tịch, ui một tịch ngon thế. Một tịch 10 thành 4 phụ lục 87%. Tói kim nư tiệt hồi long. Ừ, ép này chuẩn đấy. Cung pháp quyết 67%. Vâng, có thể nói là đây là Dương Cung công kiểu một tịch rất là ngon ở thời điểm hiện tại. Thực sự chơi Dương Cung ở server này anh em cũng phải căn đấy. Không phải đứng mà bắn đâu. Kỹ năng lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Để chúng ta có Dương ra thương sát phá lang. Để tôi xem đồ này. Ui, xịn vãi đái. Một tịch môn phái 8 thành 84%. Chiến định ngữ mã. Thương Long Môn Trấn và một hai món sư môn 3 có những cái quần tử quang. Bên này chúng ta có võ đồng bút của Dubai Sơn Hoàng, đó là võ đồng bút thiên hạ vô song nón tướng. Mà đấy, mật tịch 10 thành 79%. Bút sư môn 3 cộng 6 cặp tù quang tiên.
áo sát thương. Ông này mới lên được cái quần giảm thọ thương à. Ông này lên quần thực à, ông lên quần tăng kiếm thì ông chặt con công này bay máu hết. Jackson Star Time quần tăng kiếm sát thương 40, bao tay 59, 85% về một tịch. Những cái tên rất hot của các diễn viên nổi tiếng thế giới đã quay về server của chúng ta. Và anh em đang thấy được là lực lượng của cái bên bắt đầu giao tranh ở khu vực cột điện. Nói thẳng mẹ nó luôn là đầu vòng 1. Đầu vòng 1 và deep vòng 3 của bên Liêu. Bên này thì đội cổ sư, đội dương cung của bên Tống, bên Liêu đang làm việc hết công suất này này. Xin chào anh Trần Duy Kha. Game này laptop chiến nội không AD. À vâng, với ở cái game này thì hiện tại thì laptop anh có thể kẹp được 5-10 ạc bình thường nhá, lắp cùi vẫn chơi được anh ạ. Game này rất là nhẹ anh em nhá, không có lặng đâu. Game này là game ký ức tuổi thơ 2008 mà. Máy ngày xưa 2008 còn chơi được thì hiện tại máy bây giờ anh em toàn chơi kiểu i5, i7, i9, i10 các thứ kiểu thì chơi tốt anh em ạ. RAM 8GB đổ lên như này chơi rất là ngon. Máy em hiện tại, máy em đang livestream nhá. Em xài con em đang có đang xài con i5 này, chạy mầm này. Để chúng ta có chướng quyền đấu cắt moi. Đây đấu cắt moi đây. Đấu cắt moi bao tay trừ nị ủi. Đấy. Bao tay trừ 9 nội nhưng mà ông này chưa có huyết nhãn. Quần đấu thống à. Áo tự quang. Áo tự quang. Từ con tin ngọc và trừ. Vậy nào của anh là bó tay này sẽ là trừ 13, nếu mà combo này sẽ là trừ 13 đấy. Trừ 13 hoặc trừ 12 lội đấy. Vâng, nữ bố vào được rồi anh ơi, sao anh không ích đam vậy anh ơi. Em thấy ông Trang sút kỹ năng vần rất là tốt. Vâng, Trang của chúng ta thì đây. Đủ đạc ngon thế. Bó tay đam 700 này, 1 đam ạ, kinh khủng tởm. Cặp tử quang, nón tướng quân. Vậy nhán ơ, này ép một tính thêm phí nhỉ, 75% mới được chứ nhỉ. Bổ qua phòng ngự. Nếu vậy bạn này bạn phải đi cả linh hoạt. Đi cả linh hoạt để bỏ qua phòng ngự nữa. Bên này thì bên này thì team của Bạch Sa. Thế là bên này là team của Bạch Sa. Một team của Dương Cung Kabi ở bên này. Anh em Liêu bắt đầu đẩy ra khu vực. Vâng, nhưng mà này gặp phải team của ngủ hết rồi. Vâng, Bạch Sa bắt rất hay. Vâng, các thiếu kiểu sút rất hay. Cái này chúng ta có thể dễ nhạt. Vâng, võ đồng bút thiên hạ vô song. Công này thì ngon rồi, chọc thôi anh ơi. Chọc. Rồi chọc con Nga mi kiếm luôn. Luôn luôn có yêu cổ bên người. Đó là tiêu chí của các Nga mi đàn của bên Liêu. Cổ sư và võ đồng bút đi sát đít. Bắt rất nhiều hiệu ứng đến từ vị trí của ngài mèn Zuha Tano. Bắt rất nhiều hiệu ứng nhưng mà chúng ta chưa thấy được là có thiếu lâm quyền nào đi kẹp cả. Không có thiếu lâm quyền, không có Ngami luôn. Định làm gì đây? Vâng, có cổ sư đi rồi nhưng mà chúng ta không có Ngami kiếm. Vâng, ghẻ rất nhiều hiệu ứng ngủ ở khu vực này. Dính rồi. 5 năm thôi. Đúng rồi, giải 5 năm vào mặt. Vâng, bay màu. Bên này thì ông Zatano này luôn là có cổ sư đi kèm luôn. Luôn là có cổ sư đi kèm. Để xem cổ sư này có VIP không. Cổ sư khá là VIP bên nên một cái cửu thiên linh hoạt. Đồ thì cộng vẫn chưa thể cộng được cái này như béo nhưng mà đợt như thời điểm tại nó rất là ngon rồi. Nhưng mà 4 năm này búp kháng cho cổ kháng phải được ít nhất trong mình thấy nhá. Kháng phải được tháng 8. Tháng 8 hoặc tháng 7. Tầm này mình nghĩ là tháng 8 sẽ lên cửu thiên. Bên này là thiếu lâm quyền Kentitu. Thiếu lâm Kentitu của chúng ta vừa nãy sút một pha rất đẹp. Xét từ hai món tử quang. Nó sư môn 3. Vũ khí sư môn 3 luôn. Đam cũng bình thường, không phải làm đam to. Vậy là lực lượng của bên Liêu chúng ta vẫn là khá là mạnh.
biết anh em nào đang live, đang xem chiến trường ấy thì anh em có thể cho mình biết là điểm số hiện tại bao nhiêu đúng không ạ? Tại vì cái AGM của mình không đọc điểm. Tiếc vậy. Vâng, một file đam rất rất đau đến từ vị trí của chiến trường quỷ sói. Ghi nhận nha, ghi nhận nha. File đam rất đẹp. Vâng, đồ thì rất là khắm ạ. 79% 8 mô thôi. Chuyện chị quán chi không ạ? Xét tử quang xanh. Vâng, file đam rất rất đẹp. Bên này thì chúng ta thấy được mà vẫn có sự có mặt của trường quyền Wild Lot. Sau bao nhiêu ngày không gặp lại thì anh đã cấp 86 rồi. Mặc dù 88%. Quân hàm tướng quân, xét tử quang cộng 6 và bao tay cộng 6, 534 đam. Cái hồn phái ông làm trò gì đấy. Vâng, bạn này thì quân hàm tiên phong, bao tay sư môn 3 cộng 7. Thì con nội công mà ông này ông đi đam, ông này ông đi full đam. Bạn này đi full đam thì có cái hay của nó, nhưng mà nhiều anh em đi sát thương ấy, em sút cực rát luôn. Đi full đam thì có kiểu là sút kiểu sút đam to ấy, nhiều khi nó sốc đam cái chết luôn. Còn sát thương thì nó sẽ trừ cái thủ, cái điểm nó ngoại phòng nó trừ thủ, nó sút rất là khó chịu. Bên này thì Sunny đang bắn rất đau ở khu này. Mặt tịch của Sunny cũng khá là ngon, nhưng tiếc là chỉ có 8 thành thôi, 4 phụ lục. Nên xạ tỏi kim, cung pháp và tục mệnh. Tục mệnh sẽ giúp chúng ta đỡ những kiểu những quả chết sốc nhiệt ấy. Thiếu lâm trượng, Mật Châu đó thiếu lâm trượng mà vẫy nhẹ bay màu. Bạn này thì đi cái option của thiếu trượng và cái option của set tăng kiếm 7x. Thiếu trượng rất là ngon, thật sự tôi phải nói với các anh em là cái option của sắc của thiếu trượng rất là ngon, nó có sắc xuất chiêu này, nó có trừ nội này, nó có tốc độ xuất chiêu 18 này, nó cả có cả nội công tăng 8% này, cực ngon đấy từ vị trí của cái option của thiếu trượng. Tại vì cái phái này nó chỉ gọi là đánh hội đồng đông được thôi, nên nó bị thọt ở nhiều chỗ khác, nhưng mà thực sự là cái set tăng kiếm bẫy của thiếu trượng rất là ngon. Đấy, lại một phái đam nữa. Này chúng ta có thanh long. Thanh long thì mật tịch nó mật tâm pháp thì hơi bị khó là thanh long. Thanh long chỉ trông chờ pha toán kim nổ đam thôi. Vâng, rất đông anh em đang xem livestream của em thì hy vọng anh em dành một chút thời gian cho xin một like và chia sẻ. Anh em rảnh đi ngang qua thì có thể vào chào em một câu. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Có vẻ như là lực lượng của bên Tống bắt đầu tiến vào khu vực vòng 2, khi mà bên này thì đang ép xuống khu vực vòng 2 liêu rồi. Mấy ông dương cung hổ báo cáo trồn bên nhiêu vừa nãy lại chạy về khu vực vòng 2 bắn rồi. Bên này thì không có Nga Mi Đàn thủ ở khu vực vòng 2 đâu. À, Kiều Linh à, Kiều Linh đứng đây. Kiều Linh của chúng ta rất là khôn, đứng đây thả 5 năm thôi. Một tịch 83%. Cái kiếm 5 môn chấn, phi tinh kiếm đam 746 đam, kinh khủng khiếp. Đáng màn, được con tinh lòng, vâng. Cái này thì nội lực tăng 8%. Các con kiếm chúng ta sẽ cần những cái option tăng nội lực để tăng được cái gì các bạn nhỉ? Vô ngã, để tăng vô ngã. Cái này cái áo này rất là ngon. Cái này cũng chuyên dành cho con kiếm, đó là chuyển hóa sát thương thành nội lực 200%, tức là con kiếm nó sống bằng nội lực anh em ạ. Cái vô ngã của con kiếm nó sống bằng nội lực. Vâng. Kiếm đam rất là to, với cộng 6 đã đam 700 rồi, chắc cộng ta cộng 7 đam 800 mất. Bên này thì chúng ta có sự có mặt của cục ba thần thánh cầm hai vương thần đang chỉ vào các dương cung. Ở khu vực vòng 2 chúng ta có mỗi một Nga Mi Đàn, đó là Nga Mi Đàn Authentic của bạn Chéo Anh. Vâng, chưa hẳn cây đàn cộng 7 luôn. Đàn này thì có đam hả bạn? Cộng cho đẹp thôi, tầm này mà Nga Mi Đàn đeo đàn này thì cộng cho đẹp thôi. Vâng, nhảy thẳng vào đường đối phương và bắt. Ôi dồi, nhưng mà bị thương thần răng vả ra đây này. Vâng, khó chịu khi mà chúng ta gặp những con thương thần như thế này. Cũng bắt được hiệu ứng đấy nhưng mà không có đồng đội đi cùng. Làm sao bây giờ? Rất khó chịu khi mà có Nga Mi Đàn nhưng mà chúng ta không có đồng đội, không có thiếu lâm quyền, không có Nga Mi kiếm, không có cổ sư, không có người dứt điểm. Rất khó chúng ta có thể là bắt hiệu ứng nhưng mà khống chế được đối phương. Bên này thì chúng ta có team của 22. Chúng ta có thêm trường chưa bét nữa. Bạn này đồ đạc còn lủng củng lắm, chưa vào đâu cả.
này thì Jun Hatano vẫn đang bắt rất rất nhiều hiệu ứng ở khu vực này, nhưng mà có người dứt điểm thôi. Đúng rồi, ông sút mẹ hai vàng là chết mẹ con ngang mới kiếm rồi. Thật ý, còn này ông sút mẹ hai vàng, ông còn đá vân vân làm gì nữa, khổ. Ông sút hai vàng là chết con ngang mới kiếm rồi đấy. Mấy ông chi mua dòng múa rồi. Vâng, authentic, vâng. Vâng, vẫn là cái phong cách phi một mình nên đối, nên khu vực đối phương mà bắt rất nhiều đến từ vị trí của Authent. Nhưng mà không có người dứt điểm. Để rồi chúng ta có thiếu trượng vẫy nhẹ bay màu để xem nào. Để xem nào, có khoai đam, vâng. Navader vừa thảm sát trong này. Bên này thì lực lượng rất đông, bên anh em bên tổng có mặt khu vực này mà quả này mà vâng. Ui trời ơi, TQ mình ít đam rất đau. Vâng, 20 người đang xem livestream trực tuyến, hy vọng anh em để lại chút thời gian cho mình xin một like, một chia sẻ. Vâng, liên tục những phát đam rất khó chịu từ vị trí của thiếu trượng của cả hai bên. Vâng, triple kill đến từ vị trí của thiếu lâm trượng lều lều. Ngay lập tức thì nhất cực nhảy vào và dứt điểm thêm một mạng nữa. Vâng, những pha thảm sát rất khó chịu đến từ vị trí của các thiếu lâm trượng khi mà mục tiêu của bên tống quá đông. Vâng, lại có một pha lọt nhà rồi. Để xem có một phát đam nào ở khu vực trong này hay không đây. Không có, không có, không có, không có, không không có, không có, không không có rồi. Có vẻ như là anh em đã phòng bị rồi, khi mà có thiếu trượng bọn anh em sẽ tản ra ngay lập tức. Bên này thì anh em tống bắt đầu tản ra được khu vực vòng 2. Tiến độ thời gian của chúng ta là 8:45. Chúng ta còn vẫn còn rất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể là kéo điểm vào cho team của mình. Bên này thì chúng ta thấy được là xoáy Rabotan xuất trận rồi. Ông xoáy Rabotan ấy, tôi biết ông Huy Trọng. Ông Huy Trọng chơi cùng với tôi ở server Hoài Liệm. Tôi đảm bảo với ông anh em là vâng, một pha thảm sát nữa đến từ vị trí của thiếu lâm trượng kinh. Đó là và cả thiếu trượng với nhẹ bay màu nữa. Mình đang nói về xoáy Rabotan chứ anh em. Từ để tí nữa mình gặp bạn ấy mà nói. Xoáy Rabotan ấy là bạn chủ Huy Trọng. Thì bạn Huy Trọng mình có chơi với bạn Huy Trọng ở bên server Hoài Niệm. Server mà có team của cả các anh nữa. Huy Trọng là một trong những thiếu lâm quyền mà là cực kỳ khó chịu luôn. Bạn này có kỹ năng đá vân vân với lại phát rất là tốt. Giờ đấy là bạn ấy chơi con thiếu lâm quyền siêu nhân với quyền mật tịch 6-100%. Quyền mật tịch duy nhất ở server Hoài Niệm 6 ô. Và thực sự bạn ấy sút khó chịu cực. Giờ đấy thì mình chưa còn có vong bút. Và thực sự là cứ gặp Huy Trọng mà bị sút văn vân chết. Tại vì vong bút nó không chịu được văn vân. Nhưng mà vạc thì vạc vô ảnh thì nó chịu được. Nhưng mà vác văn vân nó không chịu được. Đợt đấy là mình kỵ mỗi ông Huy Trọng. Xin chào anh Trần Duy Kha. Laptop đi sửa rồi biết chừng nào mới chiến. Hiện tại thì anh có thể ra quán net. Nhưng mà anh em chú ý là vẫn phải khai báo y tế đầy đủ đấy. Nhưng mà nếu mà quán net mà đóng cửa thì chúng ta cũng chịu khó ngồi xem livestream của em thôi. Duatano, vâng, rất khó chịu từ vị trí của các Lam Động. Ở khu vực này thì chúng ta thấy được là liên tục có những pha thảm sát đến từ vị trí của các thiếu lâm trượng bên Niêu. Khi mà bên này thì lại có thêm hai con ngam với đàn của bên Niêu, đó là Alken và ngam đàn Duatano có mặt ở khu vực này. Vâng, chiến sự rất căng thẳng của khu vực hai tống khi mà lực lượng bên này thì Fenty tu, vâng. Ui rổ dư cung nó bắn kìa, ui trời nó bắn được kìa. Ui, đây gì đây idol à. Vâng, một dư cung cấp 76 cung pháp quyết 80%. Vâng, rất nhiều anh em mới bị bạc này. Đây là một trong những nhân chứng sale của chúng ta. Vâng, set này cũng rất là ngon, trừ ngoại 11. Vâng, set này là set tàng kiếm 7x. Vâng, bạn này vẫn cưới hẳn con ngựa 10 bạc cơ, bạn bắn rất là nhiệt tình. Em thấy không, chiến trường không phân biệt rồ mèo đâu, biết chơi là giết được hết người. Bên này thì áo then cũng như là bên này thì thầy dạy nhạc đang nhảy vào giữa. Vâng, tôi chỉ cần một thiếu lâm trượng nhảy vào x đam thôi ạ. Có thiếu trượng nào vào đây không ạ? Vâng, bên này thì anh kẹo lọt vào rồi, nhưng mà chân phải dương ra cùng liên tục nổ ra. Bên khu vực ngoài này thì lực lượng của bên Niêu bắt đầu ép vào khu vực vòng 2. Anh em thấy được là rất căng thẳng ở khu vực vòng 2.
Em thấy được không? Bên này thì bắt đầu. Vâng, thiên hạ vô song nhảy vào đây. Ui giời, chọc hay lắm bạn này. Chọc, chọc. Có vẻ như là bên Niu bắt đầu chiếm lĩnh được khá nhiều thế, nhiều hơn ở khu vực này. Ở khu vực này thì vẫn rất khá đông anh em Tống. Vẫn thủ được, vẫn thủ được. Còn thở là còn gỡ. Đội Dương Gia Cung của bên Tống vẫn dẫn đông. Vâng, có chấn phái của Dương Gia Thương mở đường. Đây là Dương Gia Thương bướng. Vâng, nghe tên là biết đánh châu rồi. Vâng, lại một pha thảm sát nữa của một thiếu lâm trượng nào đó bên Niu. Lực lượng của bên Tống rất đông, có mặt ở khu vực vòng 2. Và đó cũng là một cơ hội rất tốt để cho anh em thiếu lâm trượng có thể là thỏa sức tàn sát ở khu vực này. Em nhìn cái bút phát sáng của Võ Bút đẹp nhỉ. Bút phát sáng của Võ Bút đẹp thế. Bên này em thấy được là bên này thì cô giáo mầm non một trong những ngàm đàn cấp 84, con số chiêu tăng 3% và còn một tịch 88%. Lại một pha thảm sát nữa của Lếu Lèo. Có vẻ như anh em Tống ở khu này chịu khá là nhiều thiệt thòi khi mà gặp phải khá là nhiều sự có mặt của các thiếu lâm trượng. Sài Gòn dẹp hết rồi, ngồi coi stream cho đỡ buồn. Không biết mốt chơi có cốt tân thủ không. Vâng thì thời điểm hiện tại thì dịch Covid diễn biến rất phức tạp. Anh em ra đường nhớ cố gắng đeo khẩu trang và giữ gìn vệ sinh cá nhân, đặc biệt là tay và miệng. Khi mà ho bát hơi thì anh em cố gắng bịt lại để tránh ảnh hưởng lây lan Covid-19 đến người khác. Và ở thời điểm tại thì em thấy rằng là tình hình dịch ở Sài Gòn khá là căng. Nếu mà anh em nào không nên ra đường, tức là nhà và có xem livestream của em cũng được. Chúng ta không nhất thiết là phải ra ngoài đường. Và cũng hy vọng là anh em chấp hành các quy luật, các quy định của nhà nước về ban bố về phòng chống Covid-19 để chúng ta bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Này, chúng ta tiếp tục quay về với diễn biến 9/9 một tối ngày hôm nay. Đương quyền nòng một chấn là 460, bỏ qua phòng của đối phương 5%. Ông này có cái trượng nhớ kẹo mút anh em nhỉ. Nhìn điêu thì chịu được. Có vẻ như là lực lượng của bên Tống ở khu vực 2 vẫn rất là đông. Thề luôn, ăn bao nhiêu fight down vẫn không chừa, vẫn đứng đây được. Sợ thật sự. Có vẻ là vâng, áo then của chúng ta thì nếu mà lên một mình như thế này thì mình nghĩ là bạn không thể trụ nổi với cái đội của bên Tống, tại vì họ rất là đông. Mình sẽ nhảy lên khu vực vòng 3 để xem chiến sự ở khu vực trên này như thế nào. Vâng, tiến độ thời gian là 8:51 ạ. Thời gian chúng ta không có nhiều đâu ạ. Trai em thì ngày xưa cũng chơi ở server ngoài niệm. Ngày xưa mình hay đi sắt đường 7x game này. Một thiếu lâm quyền 7x nhưng mà đồ ngon suốt chết 8x anh em ạ. Ngày xưa bọn mình chơi 7x. Mình biết là trai em này mà. Nói chung là bạn không biết mình là ai thôi, nhưng mình biết tất cả các ông. Mình biết cả ông Khai anh đồng nào cơ. Thích mùa xuân. Mình không biết cả ông này nữa. Jackson Statham, cái tên nghe đúng kiểu diễn viên nổi tiếng của Hollywood ấy. Hư trúc này bên cái gì nhỉ, xoáy hư trúc của bên loạn giang hồ à. Hư trúc là cái tên này, xoáy loạn giang hồ đây. Tân hàm tiên phong bao tay trừ 9 nội 591 đam xếp bằng kiếm thật. Bên này thì ui rồi, các Dương Gia Cung của bên Niu đảm bảo các ông là công đứng nước này có nó bắn cho vỡ mồm luôn. Vâng, sút 3 vác ra tận đỏ máu. Bạn này có tên khó đọc quá, xin lỗi không đọc nhé. Một tịch 91%, mùi ngon vãi đá hết. Bên này là Joker. Ngày xưa mình đi chơi thì mình có sợ nhất là ông Joker là 1 này, ông gấu trùm là 2 này, ông siêu nhân là 3 này, ông khắc anh là 4 này. Thật ngày xưa chơi hoài niệm là sợ mấy ông ấy lắm đấy. Và chơi trên đoạn giang hồ thì sợ ông hư trúc này. Cái này gặp ông có ông Dubai Sơn Hoàng nó chọc cho cái bay màu luôn, sợ lắm.
bên này các nhân tài của các server đang tề tựu với server của chúng ta. Thật sự là một trong những cái gọi là rất là vinh hạnh đấy. Có vẻ là lực lượng của anh em miền Liêu vẫn chiếm lĩnh được khá là nhiều thế ở khu vực vòng 3, khu vực cột điện. Nga Midan Melon. Úi giời, Não Đại cầm hai con lãnh ngưng lăng. Úi giời, hai con lãnh ngưng lăng nó vả ra thì úi thôi, từ cái đái ra quần luôn đấy. Em thấy một con lãnh năng nó vả ra thì có đái ra quần thôi. Hôm nào chắc mình phải mượn thêm hai con lãnh năng của ông này đánh một trận mới được. Thật sự mình thèm lãnh năng quá. Ngày xưa mình chơi ập năm độc Nguyên Minh server hoàn niệm server 2. Mùa 1 thì mình chơi con bom bút tỉ trọt. Nói chung là một ngày mình cướp tầm khoảng 400 cái bát nha anh em ạ. Với mình đi cái từ khoảng 4-5 ca vàng vậy. Ngày xưa mình chơi con tỉ trọt ấy, mình hành các ống con xe vào đấy, nói chung là vui lắm. Nhưng mà bây giờ ân oán cũng mong anh em bỏ qua. Ngày mình, nếu mà mình nói mình cầm bom bút mà ngày mình cướp mấy trăm cây là bình thường. Mình cứ đi lượn một vòng Tuyền Châu là có mạng, cứ lượn một vòng Tuyền Châu là khoảng 10 cây. Không có thời gian để mà đi cướp, tại nhiều anh em chơi, server đấy đông lắm. Đông như server mình đợt này, là server mình đợt này là quá đông. Rất nhiều anh em quay về ủng hộ server mình, thật sự là rất là hân, rất là vui. Nga Midan là âm đạo, là xác suất chưa tăng 400 đam, 409 đam. Xét ô thống cộng 7. Vừa một pha thảm sát nữa. Ui sời ơi, nó ích đam cho. Đó là thiếu thống trưởng thích bổn thuận. Bạn ấy đam rất là tốt. Rồi anh em thấy được là anh em cứ nằm na liệt vậy thôi. Đối quyền mặc tịch 91% và 62% vòng 2. 4 phô lục rồi chứ. Ảng này ngon thế không biết. Chú cha mà ơi, ảng này ngon thế. Ủa. Bên bên server kia thì có phổ độ xúc sinh, và bên này chúng ta có phổ độ chúng sinh. Cung tử quang cộng 6. Xét ha, ui trời ơi. Nóng sư môn 3 này. Áo đô thống này. Quần tử quang này, bọn em phối đồ. Không biết đâu mà lần. Bên này thì năm độc Não Đại chúng ta cầm hai con lãnh năng. Nhìn chất lượng thật sự luôn. Đây là đường môn châm của bé Nguyệt. Đường môn châm cấp 86, quân hàm tướng quân, nón tướng, áo đô thống, quần tử quang, thái hư sát thương, tử quang sát thương, vũ khí long môn chấn. Em ơi, đeo nhầm một tịch với em ơi. Bên này thì dốc cơ. Vâng. Thôi nó đấm nhở. Ui giời, đấm hai đấm chết. Bên này thì chúng ta có thêm quyền anh tẹo. Vâng, một trong những Dubai rất vip đến từ vị trí của bên Liêu. Ngủ rồi, sút được không? Sút được không? Bên này thì một pha sút cặp đến từ vị trí của Hư Trúc. À, đi chỉnh kiểu gì? Sách vở dòng 3 luyện khoai thế, chẳng chéo anh. Cái này thì em thì thực sự là bên này em làm việc với mảng đó là người livestream ấy, cho nên là vấn đề này thì anh em đóng góp thì em cũng xin ghi nhận và em sẽ báo lại với team để team có cách khắc phục cũng như là tiếp nhận ý kiến đóng góp của anh em. Vâng, 8:57 rồi ạ, chúng ta còn 3 phút nữa thôi ạ, chúng ta kết thúc chiến chính của tối ngày hôm nay. Em thấy có điều gì khác bọt không? Thường rất căng, tốt, còn thân phái của Nga mới kiếm hỗ trợ nữa. Bên này thì Nga mới đàn thầy dạy nhạc. Vâng, lại một pha thảm sát đấy từ vị trí của các thiếu lâm trưởng. Khi mà lực lượng em bên Liêu đã bị kết rồi. Luôn luôn có chân phái của Nga mới kiếm hỗ trợ. Kháng được rất nhiều hiệu ứng. Vâng, cũng phải cẩn thận với những thiếu lâm trưởng của bên bên Tống. Cùng Linh Nhi. Vâng, thả chiến thần đến từ vị trí của Soái Liêu. Ai đã bỏ mẹ đánh tôi. Đây mày đánh tao đi này, tao đứng cho mày đánh này. Đây mày đánh tao đi, mày đánh tao đi. Bên này thì chúng ta có Sunny. Vâng, Sunny vừa bị đánh ngã ngựa rồi. 8:58, không còn nhiều thời gian đâu ạ. Chiến thần đẩy hẳn sang khu vòng 2 này.
cung cộng 7 là 444 đam. Cung pháp quyết 81%. Chất độ thống cộng 6, vâng, rất là đầu tư. Đây chúng ta có chú tiểu đi xe ôm. Ngày xưa Trần Năm thì chú tiểu đi 3. À bây giờ chúng ta có chú tiểu đi bia ôm. Bao tay sư môn, ui dồi ôi, 600 đam ạ, ui này chúa thôi. Khiếp vậy. À, cờ tiên phong sát thương. Xét tử vong cộng 6, quẩn ninh nội công 15. Một kịch 88%, vâng, khá nặng. Ồ, đến từ vị trí của, ui dồi sút 3 bát chết dương thương nữa chứ. Bá đạo thế, tầm này em đi sát thương sút rát lắm anh ạ. Ông này nhá, ông này mà lên được cái bao tay long chấn năm to nữa, ông sút thì ngày bay máu hết. Vâng, 21 giờ rồi ạ. Dương bảo anh em 21 giờ rồi. 1 phút nữa để anh em cố gắng kéo điểm. Và hôm nay chúng ta có Lãnh Hưng Lăng nữa. Thương Thần Danh Thiên xuất hiện tại Du Di Sơn và Lãnh Hưng Lăng xuất hiện tại Giang Tân Thôn. Ta sẽ thấy một màn săn bót mãn nhãn của các anh em nữa thôi. Căng lắm. Vâng, và trường của chúng ta đã kết thúc và thông báo boss của chúng ta cũng đã xuất hiện, đó là Lãnh Hưng Lăng xuất hiện ở Giang Tân Thôn, còn Thương Thần của anh Thiên xuất hiện tại Vũ Di Sơn. Và em thấy được là chúng ta thấy được là top của chúng ta ngày hôm nay rất là khác bọt luôn. Top 1 của chúng ta đó là bên Liêu, đó là bạn Tuấn Cồn 1000 điểm. Top 2 là Dương Cung Kami của bên Liêu 937 điểm. Top 3 là bên Liêu luôn ạ, Xoái Khắc Anh với 815 điểm. Top 4 đó là Xoái Tống Rabutan 800 điểm. Top 5 là Cương Trượng của bên Liêu Thích Bổn Thuận 706 điểm. Top 6 là Đầu Gấu, Dương Thương Đầu Gấu 482 điểm. Top 7 là 22 468 điểm. Top 8 là Z2 Enzer 457 điểm. Và top 9 là Trùng Gây Sự 404. Top 10 Anh Tẹo, Chúng Quyền Anh Tẹo của Bền Liêu với 397 điểm. Và xin chúc mừng các bạn có có tên trong top và ghi nhận được sự đóng góp của anh em rất là nhiều ạ. Và hiện tại thì mình sẽ di chuyển đến khu vực Sunbox Hoàng Kim. Đầu tiên mình sẽ đến Vũ Di Sơn rồi. Anh em đến Tuyền Châu nhá. Tuyền Châu này, Vũ Di Sơn này, Thần Ảnh đây này. Thử ngựa nhá. Nhà mình không có nào cưỡi ngon ngon gì nhỉ. Biết là con boss anh em kéo đi đâu rồi. Đây là hóng hớt anh em đây. Boss đâu rồi anh em ơi? Anh em ơi, cho tôi hỏi boss đâu ạ? Anh em cho tôi hỏi boss đâu ạ? Hiện tại thì tình hình đốt top đã xong. Top của chúng ta hiện tại đó là top 1 nó là cổ sư Renchu, top 2 là Trang Em và top 3 Khắc Anh, top 4 là Võ Đông Bút Thiên Hạ Vô Song. Đây rồi, như là boss như thế này đây này, cộng FBI sách bắt một lần như thế này là biết rồi đây.
À, thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Thiên thần Doanh Thiên đang được anh em của bang bang Lưu Star, chứ là Lưu Star GM nào đây, GM không muốn đấu nội ở đây, GM fake à, GM fake này nha. Thế là bang Lưu Star của chúng ta đang nắm giữ con thương thần Doanh Thiên, đứng lên nó sắp chết hết bây giờ, khôn thế. Bang Lusta đang nắm giữ con thương thần Doanh Thiên. Lusta, à, đây bang này là bang phụ của bang bang phụ của bang FBI à? Chúng ta có dựng ra cung tiểu cát của bé Thương ở chỗ này. Rồi Thương ơi là Thương, em đến kiếm được quả tóc bạc trắng vậy. Cung số 13. Chào anh Thanh Bảo, đi tìm anh đang trước AD xem đánh ở đấy mới phê. Mình tưởng hôm nay là hôm nay đánh nhau đánh năng à? Ok. Mình tưởng hôm nay đánh nhau ở trên này cơ, tại vì mình thấy được là bên này thì chúng ta có bang bang Lưu Star chúng ta đang chiếm lĩnh con thương thần Doanh Thiên. Để mình lên Giang Tân Thôn xem nhá. Ok, để mình lên Giang Tân Thôn xem nào. Đây mình thấy anh em kéo lên đây mình biết. Hôm nay quá nhiều việc anh em ạ. Đây rồi. Trên này chúng ta thấy được là lực lượng của băng đẳng cấp đang chiếm lĩnh con lãnh lăng khu vực này. Trên này thì rất đông lực lượng của băng đẳng cấp đang đang đam con lãnh lăng. Đẹp đông các anh em của bang đẳng cấp đang chiếm lĩnh con lãnh lăng của chúng ta.